vợ chồng Đinh Ngọc Diệp đồng hành cùng chương trình khám bệnh từ thiện của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tư sân chơi chuyên nghiệp cho sinh viên ngành thời trang. Dừng tuyến tàu cao tốc thành phố Đà Nẵng đi đảo Lý Sơn. Truy tố đối tượng lừa bán vườn cao su của người khác. Phúc đời thường, thăm vườn sâm Ngọc Linh mùa quả chín. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay, thứ ba, ngày 2 tháng 8 năm 2022. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Nhã Chân của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Diệt kích Sài Gòn hay chuyện di chuyển sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới. Đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Mới đây tại chương trình Fashion Version 2020 của Đại học Hoa Sen, khán giả không khỏi bất ngờ trước khả năng sáng tạo của những bạn trẻ còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Dịp này, 6 bộ trang phục của sinh viên tham dự cuộc thi tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc Miss Universe 2022 cũng được trình diễn. Fashion Version là một trong những hoạt động lớn nhất trong năm dành riêng cho sinh viên ngành thiết kế thời trang thuộc khoa thiết kế nghệ thuật của Đại học Hoa Sen. Thông qua sự kiện này, các bạn sinh viên báo cáo đề án tốt nghiệp trước hội đồng chuyên môn, đồng thời trình làng những bộ sưu tập sáng tạo được giới chuyên môn đánh giá cao. Đây không chỉ là tác phẩm của các bạn, mà đó là cả một quá trình bền bỉ. Có những lúc tôi biết các bạn rất khó khăn, rất mệt mỏi để kiên định đối với ngành học của mình, với nghề, đam mê của mình. Và đặc biệt trong đó là có sự hướng dẫn của các thầy cô và sự động viên vô cùng to lớn của quý phụ huynh, những người luôn theo sát các em và ủng hộ một nghề rất đẹp nhưng không phải dễ dàng để có thể đạt đến vinh quang. Và ngày hôm nay, những giây phút vừa rồi, đó chính là những giây phút vinh quang trong suốt một chặng đường học tập và theo đuổi đam mê của mình. 21 bộ sưu tập với hơn 60 bộ trang phục với ý tưởng độc đáo từ nhiều chủ đề khác nhau đã tạo ấn tượng cho giới chuyên môn và khán giả. Các nhà thiết kế trẻ đã đưa ra góc nhìn mới mẻ, sáng tạo, mang màu sắc tươi mới. Mình đạt được giải nhất của cái Fashion Creation thì em cảm thấy là nó vượt ngoài cái mong đợi của em. Tại vì khi em bắt đầu làm cái đề án này thì em chỉ nghĩ đây là một cái dịp để em có thể thể hiện bản thân thôi, chứ em không nghĩ đến việc là mình sẽ đạt giải hay như thế nào hết. Ban giám khảo trao giải nhất cho sinh viên Vũ Nhật Đăng Khoa, giải nhì thuộc về sinh viên Nguyễn Thị Minh Thư, sinh viên Đặng Lê Duy và Vũ Đỗ Quỳnh Hương đồng giải ba. Vừa qua, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục hành trình khám bệnh từ thiện, trao quà cho người dân nghèo tại tỉnh Đồng Tháp. Đặc biệt, trong chuyến đi lần này còn có sự tham gia của diễn viên Đinh Ngọc Diệp và đạo diễn Victor Vũ. Quý vị, hiện tại Nhã Chân đang có mặt cùng đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược trong chuyến khám bệnh từ thiện tại thành phố Hồng Ngự, một thành phố biên giới của tỉnh Đồng Tháp. Và trong sáng nay thì đoàn y bác sĩ sẽ cùng nhau khám bệnh, cấp thuốc cũng như là tặng quà cho khoảng 500 bệnh nhân nghèo nơi đây. Khoảng 7 giờ sáng, 30 y bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu quá trình khám bệnh. Vợ chồng diễn viên Đinh Ngọc Diệp cũng có mặt để trao quà cho bà con nghèo. Anh Victor cũng có một lần chữa bệnh và rất là nặng ở bệnh viện và rất là biết ơn các đội ngũ y bác sĩ, cho nên là mới liên hệ với lại văn phòng và một số anh chị đã phụ trách cho cái chương trình từ thiện để mà xin đi theo. Nhưng mà các anh chị ở đây thì nói là xa lắm rồi, cực lắm, nắng lắm vân vân các thứ, nhưng mà mình vẫn muốn nài nỉ và đi theo. Thì đây là lần đầu tiên đi và chắc chắn sẽ còn tiếp tục. Mặc dù quãng đường di chuyển khá xa, nhưng đoàn y bác sĩ vẫn trang bị đầy đủ thiết bị y tế, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Trước khi vào khám, mỗi người sẽ được các điều dưỡng kiểm tra huyết áp, đường huyết, cũng như hỏi thăm về tình trạng sức khỏe. Sau đó, các thành viên trong đoàn sẽ hướng dẫn người dân vào gặp bác sĩ phù hợp với bệnh lý mà họ đang mắc phải. Bác sĩ tốt, hỏi thăm dữ lắm, tức là khám đầy đủ, hỏi dữ lắm từ chứng bệnh luôn hả? Tức là cái bệnh mình gì đó mình khai chứ mình nói hết. Trong đoàn đi không có người nào mà thắc mắc cái gì chứ.
rất vui vẻ anh em. Vậy cũng mừng quá. Cứ khoảng 2 tuần, đoàn công tác xã hội Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh lại tổ chức một chuyến khám bệnh từ thiện. Các y bác sĩ trong mỗi chuyến cũng khác nhau, luân phiên thay đổi giữa các khoa. Tuy vậy, đoàn vẫn có những thành viên kỳ cựu tham gia xuyên suốt các chuyến đi. Quay trở lại đây thì tôi thấy rằng là hoàn toàn đổi mới. Nhưng mà qua cái khám bệnh cho bà con của bác Phật Thuốc thì bác có thấy rằng là hầu hết là huyết áp cao hết cả. Ngoài cái vấn đề huyết áp ra thì bệnh của người dân ở đây thì là họ để bệnh rất là lâu họ mới đi khám. Qua siêu âm, qua điện tâm đồ thì là bệnh rất là lâu rồi nhưng mà họ không có để ý đến. Họ không quan tâm đến sức khỏe của họ. Và cái chuyện đó để bệnh càng lớn tuổi thì bệnh càng nặng lên và khó khăn ra. Bên cạnh việc khám bệnh, người dân còn được các bác sĩ tận tình hướng dẫn, đưa ra lời khuyên về cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bản thân. Ngày 1 tháng 8, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã trao 30 phần quà cùng nhiều áo phao cứu sinh đến tận tay các em học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn ở khu xóm chài dưới dạ cầu Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh. Trước đó, đoàn viên thanh niên ban chuyên đề Công an thành phố cùng đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố đã khảo sát về cuộc sống bà con tại khu vực gầm cầu Bình Lợi. Đây cũng là nơi sinh sống của hiệp sĩ đường sông Nguyễn Văn Chúc, người trực tiếp cứu sống và vớt xác rất nhiều người trôi trên sông Sài Gòn. Dịp này, đoàn tặng 25 phần quà gồm tập, bút, viết, sữa cho các em thiếu nhi và 5 phần quà là nhu yếu phẩm đến bà con có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với các cửa hàng kinh doanh ga trên địa bàn để thay các ống dẫn ga miễn phí cho người dân nhằm đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Đoàn còn tặng 30 áo phao và phao tròn cứu sinh đến gia đình ông Va Chúc. Hy vọng những phần quà này sẽ tiếp sức hiệp sĩ đường sông trong quá trình cứu người tại khu vực này. Mới đây, công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc xin phép mở tuyến vận chuyển khách Sa Kỳ đi huyện đảo Lý Sơn và ngược lại. Doanh nghiệp này cũng đã tạm dừng chuyến thành phố Đà Nẵng đi Lý Sơn do hoạt động không hiệu quả. Trước đó, ngày 29 tháng 3, công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc khai trương tuyến tàu đường thủy Đà Nẵng đi huyện đảo Lý Sơn, tuyến dài 135 km với thời gian khoảng 150 phút. Tuy nhiên, sau vài chuyến chạy thử nghiệm không mang lại hiệu quả, một số du khách cho biết tuyến đường biển Đà Nẵng đi Lý Sơn mất nhiều thời gian, nhiều người không chịu nổi vì say sóng, ảnh hưởng đến trải nghiệm du lịch. Do vậy, doanh nghiệp này gửi văn bản đến Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng xin tạm dừng hoạt động tuyến tàu cao tốc Trưng Trắc từ thành phố Đà Nẵng đi đảo Lý Sơn. Tàu cao tốc Trưng Trắc có sức chứa hơn 600 hành khách, nhưng trung bình sau khi dồn chuyến cũng chỉ được khoảng 70 khách. Tàu đi vòng đoạn bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng thường có sóng rất lớn nên phải mất thêm khoảng 30 phút. Một người đàn ông làm nghề chạy xe ba gác chở hàng thuê đã liều lĩnh rao bán vườn cây cao su của người hoàn toàn xa lạ để lấy tiền tiêu xài. Khi người mua phát hiện người bán không phải chủ vườn, đã báo công an ngay sau đó. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố ra trước Tòa án Nhân dân cung cấp bị can Nguyễn Sơn Lâm, 45 tuổi, trú tại xã Bầu Hàm 2, huyện Thống Nhất, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, tháng 2 năm 2022, khi đang chạy xe ba gác chở hàng thuê qua khu vực Nghĩa Trang thuộc xã Bầu Hàm 2, Lâm phát hiện một vườn cây cao su không rõ chủ nên nảy sinh ý định bán vườn cao su này để lấy tiền tiêu xài. Chiều ngày 2 tháng 3, Lâm gọi điện cho anh Đinh Đình Hải, trú tại huyện Thống Nhất, giới thiệu có vườn cây cao su cần bán. Anh Hải đồng ý mua và hẹn đến xem vườn cây thỏa thuận giá cả. Sau khi đến xem vườn cây, anh Hải trả giá 60 triệu đồng. Lâm yêu cầu cọc 20 triệu đồng trước, số tiền còn lại sẽ trả trong vòng 10 ngày sau. Sau khi biết vườn cây không phải của Lâm, anh Hải đã trình báo công an. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình xác nhận đang cùng công an điều tra nguyên nhân vụ cháy 4 tàu cá khi đang neo đậu trên cửa sông Ròn. Sự việc xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 1 tháng 8. Thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bùng lên ở vị trí 4 chiếc tàu cá đang neo đậu ở cửa sông Ròn. Những tàu cá này của các ngư dân Lê Mạnh Cường, 39 tuổi, Phạm Ngọc Hương, 43 tuổi, Lê Ngọc Dũng, 39 tuổi, Phạm Ngọc Hùng, 48 tuổi. Người dân đã cùng chính quyền địa phương ra sức ứng cứu. Tuy nhiên, do sự việc xảy ra vào ban đêm, gió lại khá lớn. Trên tàu có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa đã thiêu rụi 3 tàu.
tàu còn lại bị cháy phần đầu. Cả 4 tàu đều là tàu công suất lớn, ngư dân thường dùng để đi đánh bắt xa bờ. Trạm dược liệu Trà Linh thuộc Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam, nơi có vườn sâm gốc nằm trên đỉnh Ngọc Linh với độ cao hơn 1.800m so với mực nước biển. Mùa này, vườn sâm dưới cánh rừng nguyên sinh đang thời kỳ rộ quả chín đỏ, mang đến cảnh sắc vô cùng đẹp mắt. Loài sâm quý này được ươm trồng, chăm sóc như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi qua ghi nhận của phóng viên chương trình. Mỗi ngày, hơn chục nhân viên của trạm tỏa đi khắp vườn sâm dưới cánh rừng nguyên sinh thu hoạch những chùm quả chín đem ươm thành cây con. Vườn sâm Ngọc Linh này có diện tích hơn 50 hectare. Trạm dược liệu có nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo tồn, phát triển giống sâm Ngọc Linh. Số lượng cây sâm hiện có trong vườn hơn 250.000 cây, nhiều năm tuổi. Hàng năm, trạm chăm sóc và gieo ươm khoảng 60.000 cây để phục vụ cho người dân và các doanh nghiệp. Đang mùa hè, nhưng đi dưới những tán rừng có thể cảm nhận được cái lạnh thấm vào da thịt. Những cây sâm đang vào thời kỳ đẹp nhất, với tán lá xanh chùm quả đỏ rực đẹp mắt. Nhân viên của trạm tỏa đi các ngã hái những hạt sâm chín mọng, đỏ chót đem về. Một nhóm khác thì chăm sóc những cây sâm mới được trồng, bọc chùm quả còn xanh để tránh chim, chuột cắn phá, làm rơi rụng. Công việc của anh em trên trạm là đi thu hạt chín lại được bọc hạt xanh để vô chìm vô chốt dạ thường xuyên luôn đi ngày một cũng đi chăm sóc đi theo dõi. Ngày thường đã vất vả, đến mùa cây sâm cho quả lấy hạt để gieo trồng thì nhân viên của trạm càng vất vả hơn. Ban ngày thì nâng niu từng cây, đuổi sâu bọ, động vật gây hại cắn phá. Tối đến họ phải tuần tra suốt đêm để ngăn không cho trộm đột nhập nhổ sâm. Nguồn hạt thu hoạch sẽ được ươm giống, bảo tồn nguồn gen gốc, cung cấp giống cho người dân, doanh nghiệp ươm trồng. Nói chung công việc anh em trên đây, cho dù là thời tiết lúc này là bất lợi, anh em đã phần là tâm huyết, anh em làm công việc rất là nhiệt tình. Vừa cái hậu thời tiết trên đây là đặc thù lắm, trời mưa lắm, khó khăn nhiều cái, nhưng nói chung là anh em rất nhiệt tình, làm việc là đúng giờ đúng giấc. Quả sau khi thu hoạch về trạm được các nhân viên lựa chọn kỹ, chỉ lấy những quả to không bị lép để chuẩn bị gieo ươm, ủ lớp mùn dày 1 cm, rải lá cỏ tranh để giữ ẩm. Quá trình chăm sóc rất vất vả, hàng ngày anh em kiểm tra độ ẩm đất để điều chỉnh cho phù hợp, thường xuyên nhổ cỏ, quản lý động vật phá hoại, đặc biệt là chuột, từ khi gieo đến 5 tháng sau khi mọc mầm. Khi cây con lớn lại phải tiếp tục chăm sóc, giữ độ ẩm, cân bằng ánh sáng, diệt sâu bệnh hại cây. Khi cây đạt chuẩn để xuất vườn thì sẽ xuất đi trồng. Cái bản chất của cây sâm là nó có thời gian ngủ đông. Nên trước khi thời gian ngủ đông thì chúng tôi tập trung công tác chăm sóc và bố quản, đặc biệt là chống sự rửa màu, xấu mòn rửa trâu ở trong mùa mưa. Và khi cây sâm tới sinh thì chúng tôi tập trung bảo vệ và chăm sóc của nó, tiếp tục chăm sóc và đến khi ra hoa kết hợp thì trong quá trình đó là chúng tôi bảo vệ họ bằng các cái giải pháp mà như anh đã thấy đó. Và qua đó thì chúng tôi thu hái và chuẩn bị các vật tư cần thiết, đặc biệt là xử lý mùn để mà khi thu hái là gieo ươm ngay. Và trong quá trình gieo ươm thì chúng tôi quản lý và bảo vệ nghiêm ngặt. Theo kết quả nghiên cứu, sâm Ngọc Linh là một trong những loại sâm có hàm lượng saponin nhiều nhất, tốt nhất so với các loại sâm hiện nay trên thế giới. Việc bảo tồn, phát triển loại cây trồng này có ý nghĩa quan trọng. Việt Nam đã xếp sâm Ngọc Linh vào danh sách các loại cây cấm khai thác, mua bán bất hợp pháp, bên cạnh các chính sách khuyến khích bảo tồn, phát triển cây sâm Ngọc Linh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc Nhìn Trưa Nay vào 11:30 mỗi ngày trên trang tv.tuoitre.vn. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoa@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Cham Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại.